Rồi. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Bài Cơ. Đó, thì anh em thấy không? Như tiêu đề mình nói là tình hình dịch bệnh, mình sẽ cho anh em biết là mình sống như thế nào trong vòng hơn 15 ngày qua. Nói thiệt sự anh em luôn, thì dịch á, hơn 15 ngày qua là mình chưa ra khỏi nhà, chưa ra khỏi đường, chưa biết cái mặt đường nó là sao luôn. Thì mình theo chỉ thị và mình tự cách ly của mình. Và mình thấy có nhiều anh em á không có biết lo cho gia đình. Nhiều anh em cứ mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh là cứ đổ xô về quê, rồi may lỡ anh em dính dịch rồi sao, rồi anh em đem về anh em lây cho người nhà anh em nữa. Anh em thấy anh em sao? Anh em cảm thấy anh em không có được, không có ý thức rồi. Và mình nói luôn, chẳng lẽ bây giờ anh em không có đủ 200 ngàn để chống dịch hay sao? Nếu như anh em nào cũng như mình á thì qua mùa dịch có 15 ngày à, tại anh em, tại những người thiếu ý thức thôi. Nói chung là tại những người thiếu ý thức, người ta cứ đi ra đường, đi lông nhông ngoài đường, rồi người ta làm đủ thứ thì dịch nó bùng hơn. Cứ như mình 15 ngày và anh em cứ than vãn, mọi người trên mạng cứ than vãn là ừ, đồ ăn đâu tôi ăn, sao tôi sống, làm cả đời mà chẳng lẽ không có 200 ngàn chống dịch. Đây là cái bí quyết mà mình 200 ngàn mình chống dịch nè. Nói là làm chứ không phải là ấy. 200 ngàn mua đúng 2 thùng mì Hảo Hảo và ăn đúng 15 ngày. Đây bây giờ thêm chỉ thị 16 tiếp và người ta nói là thêm 15 ngày nữa, thì bây giờ mình phải mua thêm 2 thùng nữa. Cả cuộc đời mình nó ăn sung sướng rồi, nhậu nhẹt rồi, mình hy sinh một ngày 15 ngày đâu có là gì đâu. 15 ngày ăn mì tôm vẫn sống anh em. Còn mà anh em dính dịch bệnh anh em mới chết. Dính bệnh mới chết chứ anh em ăn mì tôm 15 ngày vẫn sống. Như mình nè, thanh niên trai trẻ. Đây, mình là thanh niên trai trẻ, sức dài dai rộng. Mình sẽ nhường những cái phần rau vì đồ ăn ở thành phố này nó thiếu. Thì những người ta bệnh hoặc là những người già, người ta cần bổ sung chất thì mình nhường cho những người đó. Mình không đi ra đường, mình không đi chợ, mình không có tranh giành, mình không có cần mua thực phẩm. Những cái đó mình nhường cho những người lớn tuổi hoặc là những người người ta cần bổ sung chất dinh dưỡng. Và đặc biệt là những người bệnh, vì bây giờ anh em, những người bệnh người ta rất là cần. Những người có sẵn những cái bệnh đó, ví dụ như là bệnh tim, bệnh gì đó, rồi người ta phải đi bệnh viện, thì người ta rất là cần những cái đó trong cái mùa dịch này. Người ta đã bệnh rồi, người ta khó khăn rồi, chồng thêm khó khăn nữa. Thì mình thanh niên trai trẻ sức dài dai rộng thì hy sinh có 15 ngày à, có gì đâu. Thấy nhiều thanh niên sức dài dai rộng mà đi tùm lum tà la hết. Đây để quay cho anh em xem cho. Cách tôi chống dịch nè, chịu khổ 15 ngày thôi. Tại những người vô ý thức mà giờ tôi phải chịu khổ thêm 15 ngày nữa. Nhưng mà không sao, em quay trên cái tủ mì tôm nè. Đây nè, mì Hảo Hảo chỉ có 200 ngàn 2 thùng. Mình mua ở trên mạng á, 200 ngàn là 2 thùng. Đây, mấy cái mì này là mua dặm thêm vô, 200 ngàn 2 thùng. Rồi mấy anh em lên mạng, mấy anh em than là không có tiền chống dịch. Chẳng lẽ làm suốt đời đi massage một lần 700-800, đi nhậu một lần mấy trăm, mà chẳng lẽ không có 200 ngàn mua 2 thùng mì tôm để qua ăn qua 15 ngày. Cứ một ngày 2 gói. Bữa nào may mắn lắm á, cái giống như là bữa nào mà mình may mắn đi thì mình sẽ thưởng cho chính bản thân mình là một cái trứng gà, là coi như mình ăn ngon. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Mình nói là còn mấy cái này là trước dịch đã có rồi mà nay mày sửa hết rồi chứ không phải. Rồi mắm ruốc nè, lỡ mình nấu cơm lên mình ăn á, mình ăn với mắm ruốc, ăn cơm với mắm ruốc. Còn mấy cái này là cà phê của mấy anh em hồi xưa mua tặng nè, thì coi như lâu lâu mình uống giải trí. Đó, nhiêu đó thôi. Rồi à, uống nhiều nước. Dịch này cũng đâu có đổi nước được, là mình phải nấu nước nè, nấu nước lên rồi uống, chỉ vậy thôi. Đó, đây là cái ấm nước để nấu nước, vậy thôi. Mình nói là có đầy đủ. Đây nè, cho anh em mở đèn tủ nè, em quay tới thấy không, quay tới thấy mấy gói mì tôm không nè, tủ mì tôm đó nè, mì tôm và mì tôm đó, đó mì tôm nè, quay cao lên thấy không. Đó. Rồi đây. Cho anh em thấy, đây là những chiếc xe anh em nằm lại nè, không đi gửi được, dịch không đi gửi được. Khu này là khu sửa xe nha anh em. Chết cha chàm cầm luôn hai gói mì tôm ra đây rồi. Đó anh em thấy không? Nó rất là đơn giản. Nó không có gì hết á. Anh em cứ than phiền. Có nhiều người lên mạng thì nói là ừ, nhà nước không có hỗ trợ, nhà nước không có gì hết. Thì bây giờ nhà nước mình khẳng định luôn, nhà nước mình quá dở cho nên dịch nó mới bùng như vậy. Đó, đừng có so sánh với nước ngoài nước nào hết á, đừng có so sánh với ai á. Mình phải tự lo cho bản thân mình đi. Tới lúc mình sướng quá hay là mình làm gì đó, mình có nói là nhà nước sướng quá mà em sướng quá không, hay là mình phê quá, mình có nói là ừ mình phê quá, mình đi
đi với nhà nước không, đúng không? Mình phải tự lo cho bản thân mình, đúng không? Mình nói anh em nghe thấy cái hợp lý không? Mình phải tự lo cho bản thân mình, chăm sóc bản thân mình. Còn như mình là một người trai tráng đó, thì mình phải biết hy sinh. 15 ngày thôi mà, 15 ngày ăn mì tôm, đánh đổi lại không bệnh, không ra đường. Và mình, những cái việc làm như mình nè, khẳng định anh em luôn là có thể giúp được những người người ta có lương thực, những người bệnh hay là những người già ta có lương thực hơn người ta ăn. Còn mình chỉ cần 15 ngày thôi là đủ rồi, là đâu có cần phải mà thiếu lương thực, rồi phải cần mà phải ra mấy cái tiệm bán rau, phải tranh giành rau rồi để người ta cắt cổ tăng giá lên. Cái con người của mình á rất là tham lam, cho nên em phải thông cảm. Con người mình rất là tham lam, cho nên cái gì cũng muốn hơn, cái gì cũng muốn có thêm á. Cho nên cái việc tăng giá hay là cái gì đó thì nó rất là bình thường anh em, mình đừng có than vãn gì hết. Bây giờ mình chính mình tự cứu mình, và ai có trách nhiệm thì mình nhường lại cho những người khác đó. Hai anh em tôi là ăn mì tôm suốt vậy đó, bây giờ phải cố gắng thêm 15 ngày nữa. Mà nếu như 15 ngày nữa mà không hiểu ra đường làm cái gì luôn á anh em, bộ người Việt Nam mình không sợ chết hay sao, đúng không? Đúng không? Còn nhiều người phải đi xin cứu trợ, phải xin nhà nước cứu trợ, không? Làm cái gì, xin làm cái gì, bây giờ có hay không có thì mình phải tự cứu mình thôi. Còn cái việc đó thì anh em lên TV anh em lãnh, cái đó anh nghe anh em nói gì đó, nhưng mà đừng có bỏ qua cái việc đó đi. Mình cứ tự chăm sóc cho bản thân mình trước, còn việc nhà nước làm gì nhà nước làm, phải không? Ví dụ anh em ai cũng sợ cái dịch bệnh, ai cũng ở trong nhà thì làm gì mà phát sinh ra dịch. Đó. Cái định này mà cái điều Minh chia sẻ cho anh em thấy luôn, mà Minh rất là bức xúc. Hằng ngày cũng phải lướt trên mạng, mà Minh là một người làm YouTube, mà Minh phải chia sẻ cái này tới cho anh em. Đó là những gì Minh đã trải qua trong vòng 15 ngày qua. Hơn 15 ngày rồi đó anh em. Đó. Thì chỉ có mì tôm thôi. Mình chịu khổ đi. Hết dịch rồi, mình thích ăn cái gì mình ăn. Đồ ăn nó cũng bình ổn lại. Phải nhường lại cho những người bất hạnh hơn chứ. Mình là thanh niên mà, những anh em xem clip của mình cũng vậy, mình là thanh niên mà, nó không có chết đâu anh em, ăn mì không có chết, ra đường mới chết. Mình nói một câu gì đó, này xe của mấy anh em nè, xe của mấy anh em là đã cọc rồi đó, hết dịch là anh em qua lấy liền thôi. Còn thực sự mà nói về cái nhận mà hỗ trợ gì của từ nhà nước hay là gì, là mình hầu như chưa bao giờ, hầu như là ở khu Minh là chưa có ai được hỗ trợ cái gì, bất cứ cái gì luôn nha, từ một cọng rau vẫn không có nha anh em. Cho nên dạ anh em cũng đừng có trách, anh em phải tự mình cứu mình. Chứ tự nhiên bây giờ đùng lên cái dịch bệnh rồi anh em bắt người ta cứu anh em sao được, đâu có được. Phải tự mình cứu bản thân mình chứ. Như mình nào đó, chưa bao giờ, bữa giờ chưa bao giờ biết cái mặt đường là như thế nào, chưa bao giờ biết cái đường như thế nào, hơn 15 ngày qua chưa bao giờ biết luôn anh em. Vậy mà cũng có nhiều người cắm đầu đi ra đường. Không hiểu cắm đầu đi ra đường để làm gì hả? Đi tìm con Covid hay gì? Đúng không anh em? Mà anh em phân tích một cái trường hợp đi. Người bệnh, người ta cần chăm sóc người bệnh, người ta ra đường ok. Thanh niên không có đủ 200 ngàn để mua 2 thùng mì tôm ăn trong 15 ngày hay sao mà phải đi ra đường. Đúng không anh em? Phải biện minh là phải đi ra đường. Đầu óc ý thức như thế nào? Mình còn dám ra đường, mình đặt luôn á. Mình còn đơn hàng, rồi anh em mà muốn xem còn đơn hàng trong điện thoại là đặt mấy thùng mì, một trong tủ ở dưới là một đống giỏ mì luôn anh em. Cái đó là mình chia sẻ cho anh em, mình nói vậy thôi. Cái này là quá bức xúc rồi anh em. Đó, rồi bây giờ phải ăn thêm 15 ngày nữa cũng phải chịu thôi. Nhờ những người suy nghĩ cho bản thân mình á, chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, không suy nghĩ cho cộng đồng á. Cho nên bây giờ mình phải thêm 15 ngày nữa mà chưa biết có hơn nữa không. Tại vì mình, người dân mình cứng đầu quá, cho nên bây giờ nhà nước cấm ra đường trong sau 18 giờ luôn rồi. Bây giờ là cấm ra đường luôn, cứ ra đường là phạt, ra đường là phạt. Đó. Rồi, nói chung là ai cũng có cái đúng cái sai. Nói chung là nhiều anh em lên mạng nói nhà nước, đương nhiên nhà nước phải có cái sai. Phải có cái sai thì mới dịch như vậy. Và có những người phạt sai, cũng có người được, người không. Ở đâu cũng vậy anh em, có người được, người không. Bán xe cũng vậy nè, có người được, người không. Thay vì anh em cứ lên anh em than vãn, anh em chắc móc, thì anh em ở trong nhà đi, anh em ăn mì tôm giống tôi đi, thì sẽ hết dịch. Còn anh em cứ đi ra đường nhông nhông, anh em kêu tôi khổ quá rồi. Dịch hoài. Cứ chịu khó đi, mất có 200 ngàn à, 200-300 ngàn thôi là anh em có chống được dịch rồi. Mì rất là rẻ, bây giờ cho Shopee bán rất là rẻ luôn anh em. Nói thiệt anh em, mình mua trên đó đó, một thùng là 100 ngàn, bao ship. Rồi, vậy nha anh em. Chúc những anh em có ý thức là chống dịch hiệu quả. Cố gắng lên, cố gắng vượt qua đợt này rồi anh em mình sẽ vui đùa lại thôi. Đừng có mà than vãn nữa, cứ cố gắng đi. Bây giờ tiếp tục, tôi tiếp tục là
phận của mình vô nấu mì ăn sao giờ vậy? Bữa giờ ăn mì nhán không em? Hả? Phải cố thôi chứ sao giờ, bây giờ ăn mì có chết đâu, anh hỏi em ăn mì có chết đâu? Không. Mà ra đường giờ sao, dính Covid là chết. Cái con Covid đó là đi vô từ không khí nè, nó vô phổi mình, nó làm phổi mình nó không hô hấp được, sao đó rồi mình chết luôn. Nó bây giờ cười chịu khó ăn mì 15 ngày ai cũng được suy nghĩ như cái đầu như mình là ok rồi. Đúng không anh em? Đâu có tốn bao nhiêu tiền đâu, chống dịch đâu có tốn bao nhiêu tiền. Còn việc nhà nước làm nên cứ bỏ qua bên đi, kệ nhà nước đi, miễn sao nhà nước cách ly cách đồ được là ok hết rồi. Còn việc mình cứ ở yên trong nhà. Đó, ở yên trong nhà, mình bữa giờ mình chưa biết ngoài đường là gì luôn. Có thèm ánh sáng quá rồi lên sân thượng hít không khí cái là xong. Nói mà anh em mà mồ hôi mồ kê đổ luôn là anh em hiểu rồi như thế nào rồi. Rất là mệt luôn, thiệt sự luôn đó. Bây giờ chúc anh em một câu thôi là anh em cố gắng chống dịch tốt, đừng có đi đâu nữa. Với lại anh em ở Sài Gòn cứ ở yên đi. Anh giờ anh em đi về chưa biết là anh em có dính Covid hay không, về anh em lây cho gia đình là tội nghiệp gia đình lắm anh em. Nhất là những người già, người ta sức đề kháng yếu á, người ta không có thể nào mà người ta chống được cái lại con Covid. Thường thường á, những cái trường hợp mất là toàn là người già không à anh em. Cho nên khuyên anh em, còn anh em mà ở gần quận 6 á, nói thẳng anh em luôn, tôi còn phòng. Nếu như ăn được mì tôm thì cứ ghé cách ly chung với tôi 15 ngày nữa. Anh em ở gần quận 6 mà anh em khó khăn quá, không có chỗ ở thì anh em cứ qua tôi, thì tôi vẫn còn mì tôm, anh em sống mì tôm ăn sống qua ngày. Hết xong anh em mình sẽ vô tư vui vẻ chơi bời trở lại. Đó, vậy thôi, đơn giản vậy thôi.